Ngày 6 tháng 11, đoàn công tác của tỉnh Vĩnh Long do đồng chí Lữ Quang Ngời, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm và trao quà hỗ trợ Lào Cai khắc phục hậu quả hoàn lưu cơn bão số 3. Tiếp đoàn có đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo một số sở ban ngành. Chia sẻ với những mất mát thiệt hại do thiên tai gây ra cho tỉnh Lào Cai, thay mặt đoàn công tác, đồng chí Lữ Quang Ngời, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã trao tặng 2 tỷ đồng nhằm hỗ trợ tỉnh Lào Cai đẩy nhanh quá trình tái thiết sau thiên tai. Cảm ơn sự quan tâm động viên kịp thời cả về vật chất lẫn tinh thần của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Vĩnh Long, đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai cam kết tỉnh sẽ sử dụng nguồn kinh phí được trao tặng đảm bảo đúng mục đích, đối tượng, kịp thời hỗ trợ người dân vùng lũ vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.